Ngày 27 tháng 3 năm 1948, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc. Ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết lời kêu gọi thi đua ái quốc. Lời kêu gọi thi đua của Người không chỉ có ý nghĩa chỉ đạo, động viên, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước trong quá trình đấu tranh cách mạng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà còn có giá trị chỉ đạo, động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Lời kêu gọi thi đua ái quốc ra đời trong một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt. Sau chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc để quy tụ sức mạnh của lòng yêu nước và truyền thống đoàn kết dân tộc, tạo nên một phong trào hành động thiết thực của toàn dân, huy động mọi lực lượng, mọi sáng kiến và tài năng của toàn dân vào công cuộc kháng chiến kiến quốc. Chỉ thị vạch rõ, mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc chóng thành công. Sau khi Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi chính thức phát động cuộc vận động thi đua ái quốc. Thi đua ái quốc kết tinh trong đó cả động lực và cách thức phát huy động lực, thúc đẩy mạnh mẽ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, vừa nhằm bảo vệ chủ quyền độc lập tự do của dân tộc, vừa từng bước kiến thiết chế độ mới dân chủ cộng hòa. Lời kêu gọi của Người đã được đăng trên báo Cứu quốc số 986 ra ngày 24 tháng 6 năm 1948. Lời kêu gọi thi đua ái quốc là một tác phẩm ngắn, tất cả chỉ có 415 chữ, viết ngắn gọn, giản dị, thiết thực, cô đọng, hàm xúc, chặt chẽ và sâu sắc. Đó là một đặc điểm nổi bật trong phong cách Hồ Chí Minh, mà trước hết là phong cách tư duy. Tư tưởng lớn của Người nói rõ mục đích thi đua ái quốc, nói rõ nội dung thi đua ái quốc, và nhất là Người có một cái phương pháp chỉ đạo rất tinh tế, là huy động được toàn thể lực lượng, toàn dân cơ mà, từ bộ đội, chiến trường trên mặt trận, công nhân trong xưởng máy, nông dân trên đồng ruộng, trí thức ở trong các giảng đường, các phòng thí nghiệm, các viện nghiên cứu, đến học sinh, các cháu nhỏ đi học cũng thi đua. Ai là người dân của một nước độc lập thì phải thi đua. Cho nên cái mệnh đề rất nổi tiếng đi vào lịch sử là thi đua là yêu nước. Yêu nước phải thi đua. Ai thi đua là người yêu nước nhất. Và thành cái phương châm là nó như cái khẩu hiệu ấy. Ngành ngành thi đua, người người thi đua, ta nhất định thắng, địch nhất định thua. Nội dung lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập tới mục đích thi đua, cách thức tổ chức thi đua, mà Người gọi một cách giản dị, thiết thực là cách làm, xác định trách nhiệm, bổn phận của mỗi người dân tham gia thi đua với tư cách là công dân, chiến sĩ. Người còn nhấn mạnh đến phương châm, khẩu hiệu trong cuộc vận động thi đua ái quốc, những kết quả cần đạt được. Người cũng nêu rõ nhiệm vụ thực hiện phù hợp sát với từng đối tượng trong cơ cấu xã hội. Người hy vọng và tin tưởng vào triển vọng tốt đẹp của cuộc vận động thi đua ái quốc khi nó trở thành một phong trào xã hội rộng lớn và có sự tham gia hưởng ứng của toàn dân. Người còn nhận thấy những nhân tố rất thuận lợi cần phải khai thác và phát huy để thúc đẩy phong trào thi đua ái quốc thắng lợi. Kết thúc văn kiện chính trị quan trọng này, Người kêu gọi toàn thể đồng bào, chiến sĩ tiến lên trong thi đua như trực tiếp xông pha trên mặt trận. Toát lên trong toàn bộ lời văn và câu chữ của Người là niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của toàn dân, sự trân trọng tin yêu vào những phẩm giá tốt đẹp của nhân dân và truyền thống yêu nước, quật cường của dân tộc, của quân và dân ta. Với sức mạnh ấy, nhất định chúng ta sẽ kháng chiến, thắng lợi, kiến quốc thành công. Lời thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát động vào tháng 6 năm 1948 đã khởi đầu một cái hình thức, một phương thức vận động chính trị, vận động toàn dân, huy động sức người, sức của nhân dân cả tinh thần và vật chất, tập trung cho cái cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp.
nó đã đáp ứng đúng được cái lợi, đáp ứng cái nguyện vọng, đáp ứng được cái khát khao của từng người dân, từ cái người dân của một nước thuộc địa trở thành người dân độc lập, từ người tá điền, từ người đi ở, từ người làm thuê đã trở thành người làm chủ cuộc đời, làm chủ cuộc sống của mình, làm chủ đất nước của mình. Và chính cái lời kêu gọi của Bác nó khơi dậy cái niềm tự hào, khơi dậy tinh thần yêu nước, và nó là cái động lực để thôi thúc mọi người đều hăng hái thi đua, để muốn làm sao đóng góp một phần nhỏ của mình vào sự nghiệp kháng chiến quốc. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo hiệu ứng và sức lan tỏa mạnh mẽ, hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Thực tiễn cách mạng nước ta cho thấy, suốt những năm kháng chiến chống Pháp, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quán triệt, vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược. Các phong trào thi đua đã đóng góp to lớn cho chiến thắng cuối cùng trước thực dân Pháp, nhờ việc đã huy động được sức mạnh nội sinh của dân tộc trong những ngày đầu lập nước. Khi mà chúng ta còn phải chiến đấu trong vòng vây của kẻ thù, khi mà chúng ta chưa có được một sự giúp đỡ nào thực sự từ bên ngoài, thì qua cái phong trào thi đua, qua cái sự hưởng ứng của toàn thể nhân dân đối với cả lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ, thì đã tạo ra một cái nguồn sức mạnh nội sinh rất là lớn đối với cả đất nước, đối với cả dân tộc Việt Nam chúng ta. Trong sự nghiệp đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước. Trên tiền tuyến, các chiến sĩ thi đua giết giặc, lập công. Ở hậu phương, nhân dân thi đua tăng gia, sản xuất giỏi. Các phong trào, ba xung phong, ba sẵn sàng, ba đảm đang, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần đến. Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Cờ ba nhất, gió đại phong, chống Bắc Lý đã thực sự trở thành động lực và hành động cách mạng để đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các phong trào thi đua hướng vào giải quyết những nhiệm vụ khó khăn nhất của cả nước và của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đó là thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, tích cực, chủ động, hội nhập quốc tế. Trong những năm gần đây, chủ đề đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã được các ngành, các cấp hưởng ứng tích cực bằng nhiều phong trào thi đua cụ thể, liên tục, thiết thực, có tác động lan tỏa rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, góp phần huy động được nhiều nguồn lực xã hội cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiêu biểu là các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua quyết thắng, vì an ninh Tổ quốc, dạy tốt, học tốt, dân vận khéo. Đặc biệt là ba phong trào thi đua trọng tâm, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Ngày nay, thi đua ái quốc càng trở nên quan trọng và cần thiết để dân tộc ta sớm ra khỏi tình trạng kém phát triển, chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, đánh bại chủ nghĩa cá nhân như một thứ giặc nội xâm, tiến tới văn minh, hiện đại, chủ động hội nhập quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa, kiên định lý tưởng và mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, dân tộc cường thịnh, trường tồn.